Tất cả mọi thứ đều là mới tinh ở đây hết, cho điện vào rồi. Cho tí nước vào đây để bỏ vào cái ngăn bán cho nó nguôi tủ. Cái này là để làm gì nhỉ anh Đức nhỉ? Cái dọn tủ đây. Cái này cái cạo đá trên. Cạo đá dọn dẹp thôi đúng không? Cứ cái để đây. Cái này cũng là đá sao này? Cái này nhá lúa em ơi. Dạ. Cái khay này không làm đá. Bao giờ dọn dẹp tủ thì lấy cái này này. Nó như cái nuôi này này. Đấy, đầy cho đá nó bay ra này, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Chào chứ. Không, xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi chiều ngày hôm nay thì không có nhờ bên anh Công, anh Đức. Hai anh em, hai kênh lại đồng hành với nhau để mà chở món quà và một cô nhào tâm giàu tên cũng đã đồng hành với Khâm rất là nhiều những hoàn cảnh các anh. Cũng như là các cái khoản trợ duyên, kể cả lũ em cũng đã có những cái khoản trợ duyên mà cô nhào tâm giàu tên này gửi tặng. Ngày hôm nay thì là cô có gửi cho Khâm thêm một số tiền và để cho Khâm mua cho lũ em một cái tủ lạnh và một bộ bếp ga. Bộ bếp ga này gồm có bếp này, rồi là bình ga này, rồi là ga này. Đấy, thì là để cho em Khâm vào đây, em Khâm trao cho lũ em. Thì cũng rất là cảm ơn cái món quà mà cô gửi đến cho lũ em để làm sao là lũ em chuẩn bị tư trang để cho vợ ở nhà sinh hoạt một cách đầy đủ nhất có thể. Rồi là em lúa sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc cơ khí với anh Công, anh Đức thôi. Đấy, ngày hôm nay thì là mọi người đã lên đến đây, chắc có lẽ là bây giờ Khâm sẽ hộ lũ em với lại anh Công, anh Đức dỡ những cái phần quà này xuống để là tí nữa anh em mình sẽ lắp ghép cho. Vất vả các anh quá. Mấy cái mic của lũ nó đang bật, nó đứng đây nó nói to lắm. Ok. Sợ nó dính vào kia. Bây giờ là anh em hỗ trợ nhau hạ đi. Lúa lên hộ các anh tháo ra đi. Của em có cái tủ lạnh. Cái đấy không, cái đấy cất đi. Nào, xuống đây hộ anh B đi, hai anh em B đi. Bác cũng hộ luôn. Đây là một cái tủ lạnh các bác ạ. Cho vào trong nhà luôn. Nhà một sao ạ? Đây là bộ bếp ga, tất cả đều mới tinh hết cô bác anh chị ạ, 100% là mới tinh hết. Ngày trưa ngày hôm nay thì Khâm cũng đã tranh thủ là sắp xếp mọi công việc để mà buổi trưa Khâm xuống mua hết những cái đồ này để cho em lúa. Phần quà thì là tất cả đều là sự tài trợ của cô giấu tên này. Đấy. Và một cái bàn mà chỗ anh Công, anh Đức đã thiết kế. Đấy. Cái bàn này làm mất một buổi không anh? Hơn buổi nhỉ? Một cái bàn này. Và đây bóc tem mới tinh, cái gì cũng mới hết ở đây đấy. Ngày hôm nay thì là hôm nọ cũng em cũng bảo về lũ em rồi, cô cũng gửi cho một khoản tiền để mà Khâm trang trải những cái món quà này này. Đấy, thì cô góp ý là muốn là gia đình đập bỏ cái bếp
bếp bếp bếp cũ này này, cái bếp to này đi, nhưng mà lúa bảo là người Mông phong tục như thế nào là không để cái này trong nhà không được đập, thì là thôi anh em mình không dám can thiệp nhiều. Và cái quan trọng thì là cái bếp củi thì em dọn ra ngoài đun, thì là trong nhà chỗ này khu vực này là không đun bếp nữa, thì vợ chồng sinh hoạt ngủ nghỉ bên kia thì nó được sạch sẽ vệ sinh hơn rất là nhiều. Và tới nay khi mà lũ em đi làm nhà thì cô cũng muốn là sẽ chuẩn bị những cái món quà này cho vợ em nhà sinh hoạt một cách rất là thuận tiện. Đấy. Bây giờ là hôm nọ lên thăm rồi là bây giờ cái góc này em không lắp được thì chuyển sang bên, gian bên này lắp nhé. Và Đấy. Thì là nhờ anh Đức hộ em xem thiết kế nào, không mình cũng quên mua mấy mét dây điện. không cần đâu, Cần không anh? đủ 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 không anh? Thế là bếp ga thì là chỗ cơ sở. đây chỗ cửa sổ này. Bên này. Được. Ổn không? Hơi tối nhỉ. Hôm qua em bảo em đi tìm một cục đá mình, tìm một cục đá mình ra bên này làm tí. Cho ra bên này. À. Không không. Đâu vẫn em kênh. Em kia. Em tìm một cái. Mình đã mình chắc chắc xem xem mình nhé. Chắc khỏi đẩy bao giờ xem được này. Kế bên này lúa đi tìm lấy một cái cục gạch. Chết toàn gì công nhỉ? Hay là chuyển tạm cái bóng đèn ra chỗ khu vực này đi. Đây là sao? Nó tốn luôn. Con này sao? Nó sẽ này sẽ. Ừ, đấu thêm cái bóng. Cho ra bên đấy xem nào. Đấy, tạm sang bên này em nào. Vì trước anh em mình vào thậm chí là chưa có cái bóng đèn nữa. Bóng đèn bé tí tối. Cái bóng cũ đâu? Bóng cũ đâu à, lúa? Lúa? Bóng cũ thì xem. Hả? Bên này. Mà còn nó lùi được dây không? Cứ lấy cái đấy lắp nó. Có. Bên này đi bên trong anh. Chỗ này để sáng cả ngoài kia. Ừ, chỗ này để sáng cả ngoài kia cả. Buổi tối sáng cả ngoài kia. Bóng cứ ở đây. Nhưng mà không có dài hả? Đồ thôi, cứ cất đấy đã. Cứ cất sau đấy. Sau bọn anh sẽ cố trí cho xong. Mấy mét cây rồi mà. Đấy, đây thì dựng lắp gà nhé. Sáng trưng luôn. Cái kéo em vứt đâu rồi? Kéo ấy. Dạ. Mang kéo về đây. Cái khu vực bên này thì sẽ hợp lý hơn. Nấu nướng tất cả. Rồi là tủ lạnh đặt cái góc bên này luôn. Đấy. Cũng qua video thì xin thông qua với cô luôn, thì là cái tủ lạnh Funiki mà cô có góp ý cho Khâm mua cái tủ lạnh nó mẫu mã như thế này cho lũ em ấy, thì là hôm nay Khâm đi mua vào là 3.650.000. đấy, bộ bếp ga. Đây là cả bếp ga này, cả dây này, cả bình này, rồi là cả sẵn ga bên trong này. Đấy, thì tất cả vào 1.500.000 đồng. Đấy, thì là nãy Khâm cũng chưa kịp tổng hết là số tiền, thì là cái này là 3.650.000, cái bên kia là 1.500.000. Đấy, thì rơi vào là hơn 4 triệu. Hơn 5 triệu chứ, nói nhầm. Em kê thêm đá đi. Em xé cái giấy kia kê tạm vào. Đá bây giờ đi nhỉ. Nhặt đá đây anh kê đâu. 5.150.000 hơn 5 triệu. Đây tủ lạnh đặt đây luôn được. Đấy, và cái bàn của anh Công. Bàn của anh Công là bao nhiêu tiền cái bàn này anh nhỉ? Làm sao là có chứ? Không thể cái gì anh nó khoản nào ra khoản đấy thôi, thì là các anh giúp là cũng giúp nhiều rồi, các anh giúp đến đây là còn chưa tính công vận chuyển cho các anh ấy. Các bạn, một cái bàn mà làm mất một buổi và
bằng những cái sắt và gạch như thế này thì cũng rất là tốn tiền đấy, thì là anh em sẽ cũng phải trả cái công cán cho các anh, ít nhất là cái công cán và cái tiền vật liệu cho các anh đấy. Đấy, quá là đẹp. Đây thì rất sạch sẽ, nấu ăn sao chịu khó nhé. Vâng. Khăn lau sạch sẽ đi nhé. Vâng. Cả cái bếp, cả cái bàn. Đấy. Ơi. Chắc phải dùng xe này để chăng. Này, biết bật ga chưa? Ga hả? Đây. Giờ. Đấy. Cái bên này chưa lên nhỉ? Tắt đi, tắt. Thì nữa sẽ hỏi lại anh xem anh công như nào. Anh xem lại xem. Bếp mới mà, mới tinh luôn. Nãy thử lên mà. Nãy thử dưới kia chưa? Thử rồi. Lên nó gì? Lên rồi. Hay là mình vận chuyển cái gì nó rơi ra nhỉ? Không phải khóa đâu, em cứ để. Gió to quá. Gió to quá đúng không? Đấy, đấy. Ok. Đấy, tất để là gió nó to quá. Đây là bếp ga đã xong nhé. Bây giờ nấu ăn, nấu nướng là. Nhưng mà phải để ý nhá. Vâng. Cái gì cũng phải để ý. Vâng. Xong là phải tắt đi và khóa ga. Tắt lại. Đi và khóa ga biết chưa? Biết thôi gì. Biết rồi. Đấy. Dùng thì xong là khóa ga lại. Sử dụng an toàn. Là một cái chuẩn bị cái khăn nữa ở đây. Xong là cái này này, quét sạch sẽ đi. Em có thể để là muối mắm mì chính ở đây nhé. Nhưng mà phải quét sạch đi nhé. Ở đây anh thấy bụi lắm. Quét sạch sẽ đi. Cần thiết lấy là khăn ướt lau qua một lượt cho nó sạch sẽ. Bê luôn cái giá cái để vào bên cạnh cái bếp này này. Đấy, bê luôn về đây. Bê luôn về đi. Tí nữa tủ lạnh là mình để đây. Đấy. Như là bây giờ đã xong cái bếp ga rồi mọi người ạ. Ở đây thì anh công thiết kế cũng rất là gọn. Ở đây có thể mình có thể để rổ giá tất cả cái gì gọn có thể mình để vào đây. Đấy. Ở đây. Đấy, muối mắm mì chính này. Tí nữa nhá. Làm luôn đi. Lấy một cái khăn về. À mới cái cận này khá là son cho. Trong là lấy cái chổi nữa, quét đi. Cho sạch sẽ rồi là ở đây thì là cả cái các kiểu mạng nhện bên trên này, này. Mình nấu ăn thì cái không gian nó phải cũng phải sạch sẽ. Thì lúc nấu ăn mới tiện được nhé. Lau qua cái trước lau qua cái bàn một tí. Chỉ cho khách chơi được không nào tí. Đấy. Phải nói là những món quà rất là giá trị từ các cô các bác. Với như cái hoàn cảnh của em lúa này, không nghĩ là để mà mua được những cái món quà như thế này, những cái vật dụng tiện ích như thế này thì không nghĩ là phải thật là rất lâu nữa lúa em mới có thể sắm được như thế. Rồi là tủ lạnh đấy. Tủ lạnh trong xóm này gần như là ít nhà có. Chết ra đầm đá. Bụi lắm. Bụi lắm. Chết chết. Sao? Chết ở sân đầu này. Em lấy cái chổi đi, em lấy cái chổi rồi quét quét qua một tí. Sạch sẽ gọn gàng. Đấy. Một góc nhà rất là tiện nghi như thế này là ổn rồi. Thì bên kia là em không phải nấu bếp củi ở đây nữa nhé. Bếp củi thường thường thì cũng chỉ nấu để nấu ăn thôi. Thì bây giờ có chuyển sang nấu ga. Đấy. Vì là cô cũng thương là hai vợ chồng suốt ngày là đi lấy củi, mục đích thì cũng chỉ để đun nấu thôi. Đấy. Cắt chắp bà thấu. Thì là bây giờ mình có cái ga nó tiện hơn, ít ra là có thể nấu nướng rất là đơn giản và nhanh gọn, không phải vất vả. Đấy. Rồi là cái tủ lạnh đấy. Anh công là vừa đánh xe đi cất rồi các bác. Đi cái mất đèn này siêu to kìa mày. Này, trông mùa. Nay thì là chưa là không có khi mà đi mua những cái mặt hàng này, anh em mình là phải xuống chỗ thị trấn.
không đi cập nhật được cái quá trình mua hàng của các bác bởi vì là rất là bận. Đây là phần đầu hay phần cuối anh nhỉ? Ok. Thế còn là đấy. Lúc nãy không bắt đầu 15-20 phút mới được cắm điện đúng không anh? Đấy. Phải nói là từ trước đến nay đây và đây là một trong những cái món quà giá trị nhất mà lũ em nhận được. Đấy. Cho ra đâu rồi? Hết rồi. Cần kê xốp gì không anh? Hơi kênh nhỉ. Kênh ấy. Kênh quá. Di chuyển sang bên này một tí nữa. Được. Vẫn cọc kênh. Chân vẫn chỉnh được. Ok. Cũng may là những cái chuyến đi như này có anh Công Minh Đức đồng hành. Còn nói thật nếu mà để mà không chở những cái món hàng này vào đây thì cũng được thôi. Nhưng mà thực sự là đi sẽ rất là vất vả. Anh em mình đi xe máy sẽ rất là vất vả luôn. Đấy. Một cái tủ lạnh này thì thật sự là phải nói là tha hồ mà để cho hai vợ chồng. Quá thoải mái. Cái này là... với cái đây là 350 lít dung tích, đó là như vậy. Vợ lúa em chắc chưa thấy cái này bao giờ nhỉ? Chưa thấy đâu. Chưa thấy bao giờ đâu. Đấy là cái gì anh? À cái để đóng đá đúng không? Các bác có thể thấy là phải nói là trông những món quà ở đây nó thay đổi hết cả một ngôi nhà. Đấy. Từ trước khi Khâm ở đây là ngôi nhà không có một cái tài sản gì giá trị hết. Thưa thật với các bác là như vậy, chia sẻ thật lòng như vậy, không phải anh em mình kể công đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì là mọi người bước vào nhà của lúa em thì có thể thấy là nhà có tủ lạnh, có bếp ga, có những cái kệ rất là mới tinh như thế này thì là bằng những cái sự ủng hộ từ tất cả các nhà hảo tâm thì cuộc sống của lũ em cũng gọi là dần dần thay đổi tốt hơn đấy. Ngày hôm nay anh Công anh Đức lên thì còn làm sao là muốn chia sẻ cái câu chuyện là em là sắp xếp lại, định hình lại việc cho lũ em lại tiếp tục đi làm lại thôi. Vâng. Vì là cũng nghỉ đi làm mà nghỉ bị ngã là cũng được. Nó là một cái tai nạn hy hữu xảy ra, không ai mong muốn hết. Nên là cũng báo cho anh Công anh Đức rồi. Thì làm sao là bây giờ em mặt khỏi rồi thì đi phụ các anh. Đi làm đấy. Khỏi thì đi làm thôi. Chiến đấu tiếp thôi, sắp đến Tết rồi. Đấy. Không thể không làm được. Bây giờ là không thể phụ lòng các cô các bác rồi. Và
trên tinh thần là không bao giờ được dựa dẫm vào anh Khâm hay là anh Công, anh Đức, chờ các anh mang những món quà lên cho các cô thương thì mới có, chứ còn các cô thương ở cái con người của em và những cái gì khó khăn của em đã trải qua các cô thương nữa, chứ còn không thể nào mà có cái tư tưởng là trông chờ được, phải nói thẳng là như thế, phải vẫn phải đi làm đấy. Hướng dẫn sử dụng chưa? Sử dụng hả? Biết sử dụng chưa? Lúc nào mà đi vắng thì khóa cái van này vào nhé. Vâng vâng vâng. Khóa cái này vào cho nó an toàn này. Vâng. Cái này bàn rất là kiên cố. Mình cẩn thận ấy thì cứ lấu lướm xong thì mình khóa vào, hoặc là mình đi đâu dài ngày đi ra khỏi nhà thì khóa nó vào. Vâng. Sợ những cái dây này. Những cái dây này là chuột nó hay cắn ấy. Đúng rồi. Nhà thì nhà như thế này là anh nghĩ sẽ rất là nhiều chuột này. Cắn chỉ cần nó hở ra thôi là là ga nó xì ra, là mình không may bật bóng điện các thứ là nó gây cháy nổ. Vâng vâng. Nhớ phải khóa nhé. Nãy anh thấy, nãy anh thấy em là cũng biết dùng rồi, cũng biết khóa các thứ ga rồi. Mỗi lần ga dùng này xong anh dòng lâu rồi em biết khóa rồi. À. Vẫn biết dùng, vẫn biết tất cả rồi đúng không? Vâng. Trước bây đi. Giờ là em phải hướng dẫn cho vợ ấy. Vâng vâng. Cách sử dụng này, xong là vệ sinh dọn dẹp. Vâng. Nấu nướng xong rồi dùng cái khăn này lau luôn đi lúc nó đang nóng. Đúng rồi. Vâng. Mỡ. Vâng. Không nó dính ra đây là nó bẩn lắm. Vâng. Dặn vợ kỹ vào nhé. Vâng. Vì thời gian em đi làm thì chỉ có vợ ở nhà sử dụng thôi. Vâng. Vâng. Không biết nghịch linh tinh là cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào. Phải bảo trước như thế để còn biết. Chứ không thì nào mà không dặn em như thế được. Cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Nó tiện nghi thật nhưng mà nó sẽ có cái mặt trái. Hiểu chưa? Hiểu. Đấy. Những món quà này. Còn tủ lạnh thì đợi xem khoảng chục phút nữa mình cắm điện anh nhỉ. Cắm điện bởi vì anh em mình đang vận chuyển đến thì là sợ nó cắm là không ổn đâu. Đấy. Xong bao nhiêu quà các cô bác thương gửi đấy cho rồi thì này, không được phụ lòng các cô các bác đâu. Xong là cố gắng là chỉ bảo cho vợ làm những cái việc nhà cho nó thành thạo đi, xong là đi ra ngoài đi làm kiếm tiền thôi. Vâng. Cố gắng nữa, không biết là thì nữa bây giờ thôi, nhìn vào ông máy quay đi. Chúc anh Khởi cảm ơn. Cô này thì giấu tên, cô này cũng giúp em rồi, cũng có quỹ ở kênh của anh rồi. Đấy. Nhưng mà cô không cho biết tên đâu. Nhìn vào ống máy quay của chúc anh Khởi. Hai vợ chồng cháu chân thành cảm ơn cô. Cháu đúa cảm ơn các cô, các bác. Cháu lớn cảm ơn các cô, các bác. Hai vợ chồng cảm ơn các cô, các bác. Dâu gửi quà nhiều cho anh cháu. Cháu chúc cô cháu chúc cô lo mừng khỏe. Rồi. Được rồi. Lần nào cũng phải dậy thôi. Vâng. Nhưng mà nói nhiều thì sẽ thành quen. Vâng, vâng. Nói nhiều thì em sẽ biết thôi. Và những cái lời cảm ơn này em nói được. Và bắt buộc là em phải cảm ơn đến tất cả các cô các bác thôi. Đấy. Các anh đi làm cầu nối, các anh cảm ơn nhiều rồi. Các anh là làm sao mà dạy cho em phải biết cảm ơn những món quà này này. Đấy, thì là một lần nữa thì không cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đặc biệt quan tâm đến cả hai anh em Lũ Anh và Lũ Em cơ. Đấy, thì là ngày hôm nay là những món quà thiết thực luôn. Không cũng trao đến tận tay gia đình rồi. Đấy, rồi là mấy nữa là làm sao cho vợ em lúa sinh hoạt tiện nghi nhất. Riêng cái xóm này thì thực sự là ít nhà, ít những gia đình như em lúa là có được cái tủ lạnh, có được cái bếp ga là tiện nghi, giá trị như thế này đấy. Đi đâu bây giờ dặn vợ khóa cửa vào cẩn thận nhé. Cửa bây giờ lại anh mang lên đây khá là nhiều quà cáp rồi là quần áo rồi là rất là nhiều món quà có giá trị về mặt tiền bạc đấy, không phải là ít đâu. Ví dụ như ngày hôm nay là đâu đó là cũng phải hơn 5 triệu rồi. Vâng. Tất cả mọi thứ thì là phải biết giữ gìn bảo vệ, hiểu chưa? Hiểu. Dặn vợ đấy, anh không biết nói tiếng Mông, anh không biết dặn vợ đâu. Vâng. Thì là em phải dặn vợ tới quá trình em đi làm thì hạn sử dụng như thế nào này, rồi là bảo vệ ra làm sao, đi đâu thì khóa cửa các thứ vào nhé. Vâng. Đấy, phải giữ gìn bảo quản, không được dùng bừa bãi. Đúng rồi. Và dùng xong là phải vệ sinh sạch sẽ đi. Vâng. Mình đi ra ngoài
đi ăn một bữa cơm ở ngoài 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 kia thấy người ta làm như nào về mình cũng phải học theo chứ. Tại sao người ta mình cũng hai chân hai tay, người ta cũng hai chân hai tay người ta làm được thì không có lý gì là không làm được. Đấy, toàn là những việc đơn giản thôi. Dạ. Việc khó không nói nhỉ. Đơn giản thôi, cái rất là nhỏ nhoi. Nó rõ. Với tại nó tái mà so khổ nữa. Bây giờ gọi là mọi thứ gọi là tương đối đầy đủ cho em sinh hoạt rồi đấy. Từ những cái nồi điện này, rồi những cái bát, những cái đũa này, đấy. Bàn uống nước này, đấy, tất cả mọi thứ. Là anh thấy tiện nghi lắm này. Anh thấy là ít gia đình ở trên cái xóm này là có được như vậy. Đấy. Nhà A Lúa thì phải nói là có nhiều trợ duyên hơn, bây giờ có nhà có cửa. Nhưng mà thực tế là tới này là không biết thế nào. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là cũng chưa có tủ lạnh, cũng chưa có bếp ga, có bác. Đấy. Còn lũ em thì cũng vừa rồi cũng nhận được rất là nhiều những sự quan tâm, thì có nhiều món quà như thế này đấy. Mấy nữa đi làm thì nếu mà ở ngoài nhà anh thì mua thỉnh thoảng mua thịt về xong là để tủ lạnh cho cắt từng bữa ra một bữa một miếng mà để vào ngăn đá thế này hôm trưa mai ăn thì tối nay lấy ra để vào ngăn mát mình đi làm là mình lo được bữa ăn cho vợ thoải mái dinh dưỡng rồi có tủ này là quá là tiện nghi. Mùa hè thì em biết sử dụng cái tủ này không? Em biết rồi. Vẫn biết chứ gì? Vâng. Đấy. Chưa thể biết được hết, nhưng cứ từ từ dần dần ra chỗ ngoài kia thì có sẽ có những cái đồ tiện nghi này rất là nhiều, sẽ học dần. Nó quay này, để trứng này. Để trứng. Nó có cho cho cây. Đấy. Này là trứng này, rồi là cái sau cái này là những cái thức ăn chín hay là những cái thức ăn sống này. Rau thì đấy. Phải cho rau sắp. Để trong này, hiểu chưa? Ừ. Đấy. Còn trên này thì là cái khay mà nó đông đá này. Đá. Mùa hè này, hay đi làm mấy củi các thứ về nóng, để đá vào trong này. Vâng. Đấy, rồi là có cho vào nước. Vâng. Hiểu không? Hiểu rồi. Trong này thì em có thể để những cái đồ ăn của em. Vâng. Đồ sống để một ngăn, đồ chín để một ngăn rồi đấy. Vâng. Đấy, rồi là nhìn vào lúc này tại sao đấy, bóng đèn thì là về cơ bản thì bóng đèn anh công anh Đức mang lên là cũng đủ để chiếu sáng cái ngôi nhà rồi. Phía bên này thì có thể là sẽ tối một chút thì là mấy nơi anh em sẽ thiết kế cho cái bóng đèn kia còn dùng được nhỉ? Trước anh lên vẫn dùng được mà này. Bóng đèn vẫn dùng được. Thế vẫn dùng được thì anh em thiết kế là lắp vào thêm bên kia nữa, thêm ở đấy khoảng 2 mét dây điện chứ mấy. Nào ra nhà anh, đúng không? Đi làm xong là lúc nào về thì anh sẽ đấu cho một cái ổ dây, vâng. Có đuôi, có cái cắm. Vâng. Thế là mang về thì treo vào xong vặn cái bóng đèn vào thế cắm điện mà thôi. Đấy, ở bên đấy thì chỉ cần một cái ánh sáng của cái bóng đèn đấy là cũng đủ để mà nấu nướng rồi, đấy. Bây giờ là anh em thử cắm cái tủ lạnh lên một chút nữa. Đấy, cho các bác, các cô biết là... Cái này thì lau đi. Đến không anh? Đến đây. Đấy. Hay hộ vợ. Mới tinh, tủ lạnh. Tráng. Tại tòa. Đây, mọi người ơi. Đấy, tủ lạnh rất là mới. Tất cả mọi thứ đều là mới tinh ở đây hết. Điện vào rồi. Cho thùng nước vào đây để bỏ vào cái ngăn đá cho nó nuôi tủ. Cái này là để làm gì nhỉ anh Đức nhỉ? Cái dọn tủ đây. Cái này cái cạo đá trên. Cạo đá dọn dẹp thôi đúng không? Cứ cái để đây. Cái này cũng là đá này sao này? Cái này nhá, lúa em ơi. Dạ. Cái khay này không làm đá. Bao giờ dọn dẹp tủ thì lấy cái này này. Nó như cái muôi này này. Đấy, đầy cho đá nó bay ra này, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Đây, tủ rất là mới. Cái nước này vào trong này nó tạo đá để nó nuôi cái tủ. Cho nó có công việc nó làm. Ừ. Đấy, bảo vợ là sử dụng cái này thì ở nhà thì mở ít thôi, đừng có mở ra mở vào nhé. Cứ thấy hay hay là cứ mở ra mở vào nhiều là cũng không. Vâng. Thứ nhất là
tốn mùa hoa lại mở nhỏ do mất khi khi lửa mở nhiều để lâu là tốn điện, mở nhiều để lâu tốn điện đấy. Đấy, bởi vì là cũng phải dặn vợ, những cái nhỏ nhỏ nhất là cũng phải dặn, tự nhiên là chạy ra chạy vào, mở ra mở vào là cũng tốn điện. Thứ hai là sợ mở nhiều là nó cũng không bền, bền thì chắc cũng bền, qua là dặn vẫn phải dặn vợ cái đấy thôi. Vâng. Đấy, bây giờ là mọi thứ là lắp xong xuôi hết rồi. Thì cái món quà này thì thực sự là cái tủ lạnh thì thời điểm nào thì không nghĩ là cũng sẽ ý nghĩa thôi. Mình cứ bảo là nhà lúa em là không có cái gì để, thực tế là bởi vì là trước đây là không có tủ thì những cái đồ ăn thì cũng để linh tinh ở ngoài. Bây giờ có thì mình kiểu gì mình vẫn có cái để mà mình sinh hoạt thôi. Đặc biệt là ăn Tết xong mùa hè rồi là ví dụ như là nước nôi các thứ, đá các thứ sử dụng khá là nhiều thì rất là tiện nghi cho gia đình em. Đúng rồi. Đấy. Lắp bếp ga các thứ cũng xong hết rồi cô bác anh chị ạ. Món quà là cũng đã đến tay và mọi cái lắp ghép là cũng nhờ anh Công anh Đức là hỗ trợ xong hết rồi. Đấy. Về cái phần tài chính của cái tủ lạnh và cái bếp ga không công bố phần đầu rồi. Đấy, còn cái bàn thì các cô lẽ là đẩy lên một trận theo trao đổi cho. Có lẽ là sẽ phải lâu luôn. Cũng phải có một ít là tìm vật liệu cho các anh, ít ra là như thế. Các anh đã trở lên đây rồi là đường xá đi ô tô lên đây rồi. Đấy, dầu xăng các thứ mọi cái anh Khâm sẽ là cái đấy sẽ làm việc riêng rồi là Khâm sẽ báo cho cô thôi. Đấy. Bây giờ là chắc có lẽ là cũng dừng cái video này ở đây thôi. Món quà là đến rồi nhé. Đấy. Một lần nữa Khâm rất là cảm ơn đến cô, chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và rất là cảm ơn tất cả các quý nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành và quan tâm đến lúa em nói riêng cũng như là các hoàn cảnh khác trên kênh của Khâm nói chung. Và rất mong quý vị khán giả sẽ luôn luôn đồng hành và chia sẻ video cho Nắng Mai TV. Đấy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào. Xin chào.